Làm thế nào để giảm phù nề khi mang thai? Trong quá trình mang thai, ngoài ốm nghén, mệt mỏi và thay đổi tâm trạng, phù chân cũng là một trong những vấn đề phổ biến mẹ bầu phải đối mặt. Phù chân có thể xuất hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, nhưng nhiều nhất vẫn là 3 tháng cuối. Nguyên nhân dẫn đến chứng phù nề này là do trong giai đoạn mang thai, lượng máu và các chất lỏng khác trong cơ thể sẽ tăng thêm 50% để đáp ứng các nhu cầu phát triển của thai nhi. Đồng thời, tử cung gây áp lực lên tĩnh mạch, làm cản trở sự lưu thông máu đến tim cũng là nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng này. Bên cạnh đó, một số trường hợp cũng có thể do sự thay đổi hormone trong cơ thể của người mẹ lúc mang thai. Các yếu tố có thể là nguyên nhân gây phù nề khi mang thai khác như thời tiết nóng, chế độ ăn uống không hợp lý, sử dụng caffeine, không uống đủ nước, đứng quá lâu. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu bất thường dưới đây, hãy đi gặp bác sĩ ngay. Sưng đột ngột ở tay chân, mặt hoặc quanh mắt, sưng phù nặng hơn, chóng mặt hoặc mờ mắt, đau đầu dữ dội, khó thở. Vậy làm thế nào để giảm sưng chân hiệu quả? 1. Tuân thủ chế độ ăn uống cân bằng khoa học. Ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều protein như đậu lăng, các sản phẩm từ sữa. Ăn nhiều rau xanh, trái cây như bắp cải, đậu lăng, rau bina, táo, đu đủ, ổi. Ăn nhiều các loại thực phẩm có chứa vitamin, canxi và kẽm. Nên ăn những loại thực phẩm giàu vitamin E như rau bina, dầu quả hạnh, khoai lang, hạt hướng dương. 2. Uống nhiều nước. Các chuyên gia y tế khuyên rằng bà bầu nên uống từ 8 đến 10 ly nước mỗi ngày trong suốt thai kỳ của mình. Việc uống nhiều nước sẽ giúp kích thích thận bài tiết, giúp làm giảm tình trạng giữ nước trong cơ thể. 3. Giảm lượng muối tiêu thụ hàng ngày. Một trong những cách dễ dàng nhất để làm giảm sưng chân khi mang thai là hạn chế sử dụng muối trong bữa ăn, đồng thời hạn chế hoặc thậm chí không sử dụng thực phẩm đóng hộp vì chúng có chứa rất nhiều natri. Điều này là do muối làm cho cơ thể bạn giữ nước, dẫn đến tình trạng phù, mà còn nguy cơ tiến triển sang nhiều bệnh lý khác. 4. Hạn chế tuyệt đối caffeine. Các loại đồ uống có chứa caffeine, ga và cồn không chỉ là những loại đồ uống gây hại cho thai nhi mà còn gây nên chứng phù nề cho chân của thai phụ. Nếu đã có thói quen sử dụng trà và cà phê hàng ngày thì bạn nên cân nhắc một lựa chọn khác. Bạn có thể sử dụng các loại thảo dược như bạc hà để thay thế. 5. Các hoạt động hàng ngày. Khi ngủ, bà bầu nằm nghiêng một bên hoặc các chân lên cao để làm giảm áp lực máu tụ ở chân. Không nên đứng lâu ở một chỗ trong thời gian dài. Nên đi bộ khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày sẽ giúp bàn chân của mẹ linh hoạt hơn, giảm sưng phù. Việc tập thể dục đều đặn là một trong những phương thức trị phù chân cho bà bầu. Tắm nước nóng, ngâm chân 10 đến 15 phút với nước ấm. 6. Lựa chọn trang phục. Chọn quần áo rộng rãi, tránh đổ quá chật và bó sát vào người gây nguy hiểm tới em bé. Không nên mang giày dép tất quá chật, chúng là nguyên nhân gây phù nề đôi bàn chân. Hay nguy hiểm hơn còn là nguyên nhân gây nên chứng viêm tấy kẽ chân, chai sần ngón chân. Chính vì vậy, bà bầu nên chọn đi những loại giày và dép thoải mái, có thể hở rộng một chút, đế thấp và bằng.